Thành chị em chúng ta bước vào mùa chay thánh với thứ tư lễ cho. Nhắc nhở chúng ta việc ăn chay hãm mình. Nhắc nhở chúng ta việc chúng ta làm hòa với Thiên Chúa. Để chúng ta được Thiên Chúa thi ân, Thiên Chúa cứu độ. Như Đức Thánh Cha trong cái thư mùa chay. Chúng ta sống thế nào để đừng có như người rụng ngôn Lazaro và người giàu có. Nhất là trong mùa chay, qua việc chia sẻ bố thí, qua việc ăn chay cầu nguyện, qua việc làm việc bác ái, thì chúng ta sống, chúng ta thể hiện cái tâm tình mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta để sống với anh em. Cũng như Đức Thánh Cha, lời Chúa là một hồng ân, tha nhân cũng là một hồng ân. Nhân Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Quy trên ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn tông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Gioan. Bấy giờ Chúa phán: các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tỉnh, nước mắt và than van, hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì các ngươi nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai họa. Biết đâu người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để cho của lễ hiến tế dâng lên Thiên Chúa là Chúa các ngươi. Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh ở đại hội, tập hợp các bố lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân đăng hãy ra khỏi nhà, và tân hương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế, những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc, là kêu rằng: lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp của Chúa phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa. Thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi lân lỵ anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa. Quả thật Chúa phán: dịp thuận tiện đến rồi, ta đã nhận lời ngươi. Vào ngày giải thoát, ta đã cứu vớt ngươi. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ơ đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàng để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con rằng họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ rột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa. Hãy làm hòa cùng Chúa đi, đây là cơ hội thuận tiện. Thành chị em, hàng năm giáo hội mới gọi chúng ta sống mầu nhiệm phục sinh, coi việc chúng ta chuẩn bị trong cái mùa chay để rồi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể làm người, đã chịu đau khổ tử nạn và phục sinh. Và đêm vọng phục sinh là đêm canh thức tột đỉnh của năm phục vụ mừng mầu nhiệm phục sinh. Anh chị em, chúng ta đã biết Thiên Chúa là đứng vô cùng thánh thiện. Vì yêu thương chúng ta nên Thiên Chúa tạo dựng, cũng vì yêu thương cái con người lỗi phạm thì Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu độ. Và cũng vì yêu thương chúng ta không thể nghĩ được đấng cứu độ lại là con một Thiên Chúa, là Thiên Chúa ngôi hai, đã đi vào trong trần gian này, trở nên căn nguyên ơn cứu độ, trở nên sự sống đời đời cho chúng ta. Và Chủ nhật vừa rồi anh chị em thấy chúng ta được mời gọi để chọn lựa. Chúng ta không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền của được, mà chọn lựa bước theo Thiên Chúa để rồi chúng ta sống cái sự tự do, sống cái hạnh phúc đời đời. Và mùa chay như đã nói, mùa mời gọi chúng ta làm hòa với Thiên Chúa để chúng ta sống cái ơn gọi của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta sống cái tình yêu đó trong việc phụng thờ Thiên Chúa và trong việc phục vụ anh em. Như thư mùa chay của Đức Giáo Hoàng: Lời Chúa là một hồng ất, tha nhân cũng là một hồng ất. Nhưng mà trong đời sống chúng ta thấy nhiều khi chúng ta tin nhận lời Chúa, chúng ta có thể nghe, có thể hiểu lời Chúa, nhưng rồi chúng ta không sống lời Chúa. Mà lời Chúa thì đòi hỏi chúng ta sống cái tình yêu. Vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta đòi buộc yêu thương anh em như chính mình, và còn hơn nữa yêu như Chúa yêu.
và một tình yêu mà Chúa yêu chúng ta, tình yêu đi bước trước, một tình yêu quảng đại, tình yêu hiến. Như đầu lễ nói với anh chị em, chúng ta đừng sống như người giàu có trong cái dụ ngôn Lazaro và người giàu có, người phú hộ. Mùa chay nhắc nhở chúng ta nhiều. Để rồi chúng ta trong cuộc sống của mình, chúng ta sống thế nào để phụng sự Thiên Chúa, coi Thiên Chúa là đấng, là cùng đích của mình, để rồi thờ phượng, tôn thờ Thiên Chúa. Và như thế để chúng ta biết sử dụng của cái, sử dụng tài năng, sử dụng thời giờ như ý Thiên Chúa muốn, để rồi chúng ta sống đúng với phẩm giá của mình và giúp người khác cũng có được cái đời sống, có được cái hạnh phúc của một con người. Giữ chay trước tiên là mời gọi chúng ta lánh xa tội lỗi, và còn hơn thế nữa là chúng ta sống tình thương với những người chung quanh chúng ta và góp phần đẩy lui bóng tối của sự giữ sự xấu, góp phần giải thoát cho những người bị đau khổ. Và như bài đọc một sách Tiên tri Gioan, hãy xé lòng chứ đừng xé áo, đừng làm những việc hình thức bên ngoài nhưng mà xé chính tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta được mời gọi để xa tránh, để sống cái tình thương, xa tránh tội lỗi dưới nhiều hình thức, như chúng ta để cho ghen tị đố kỵ, để cho tư lợi, thế thì lời Chúa mời gọi chúng ta để chúng ta sống làm sao cho cái mùa chay đó, và trong cả đời sống chúng ta, chúng ta nỗ lực để hoàn thiện bản thân chúng ta, xa tránh tội lỗi, xa tránh sự hận thù, xa tránh những cách cư xử không tốt, để chúng ta sống với tha nhân, bởi vì chúng ta bị đòi buộc sống tình thương với những người chung quanh chúng ta. Như chúng ta thấy dụ ngôn về ngày cuối cùng, Chúa hỏi chúng ta về tình yêu thương. Thưa anh chị em, bước vào mùa chay nhắc nhở chúng ta được. Trong mùa chay cũng như trong cuộc đời chúng ta, những việc chúng ta phải làm đó là chia sẻ, hay trước đây gọi là bố thí, đó là cầu nguyện, đó là ăn chay để đợi chúng ta bớt đi chi phí, để chúng ta giúp cho những người nghèo. Mà những người nghèo đó, chúng ta đừng nghĩ tới những người xa lạ, nghĩ ngay tới những người bên cạnh mình, những người cần sự giúp đỡ chúng ta. Và giúp đỡ không chỉ là tiền bạc, nhưng là sự hiện diện, là tình thương, là nụ cười, để rồi đẩy lui bóng tối của sự sống. Trong tâm tình đó, chúng ta bước vào buổi chay, và qua việc chúng ta sức cho trên đầu, hãy nhớ mình là bụi cho, sẽ trở về bụi cho, để rồi chúng ta sống, chúng ta thể hiện cái tình yêu thương, cái đòi hỏi của Tin Mừng là sống phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em, để rồi chúng ta sống sự tự do con cái Thiên Chúa, và giúp người khác cũng đón nhận sự tự do, giúp người khác qua cách chúng ta sống nhận biết Thiên Chúa, để rồi yêu mến Thiên Chúa, phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ con người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước nhan Thánh Chúa và khiêm tốn xin Ngài giáng phúc cho chúng ta, để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn. Xin Chúa thương nghe lời chúng con cầu nguyện và thánh hóa nắm cho mà chúng con sẽ sức lên đầu, để tỏ dấu nhìn nhận mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Xin giúp chúng con hằng cố gắng giữ mùa chay thánh này, để được Chúa thứ tha tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh con Chúa phục sinh, đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Thank you.
Lạy Chúa, chúng con long trọng dâng lên Chúa lễ tế đầu mùa chay thánh này. Xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chế ngừa mọi tính mê tật xấu. Nhờ đó chúng con được sạch tội và thêm lòng sốt sáng thông phần của khổ nạn của Đức Kitô, đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đặng, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xa chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lấy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao các môn đệ mà nói: tất cả các con ấy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con ấy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết đại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Hồng Y Giamatisita, Đức Cha Phụ tá Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, cho nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thương ban hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sông và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chớ gì mình và máu thánh Đức Kitô chúng con vừa lãnh nhận, giúp chúng con biết ăn chay hãm mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chí Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.